Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai đội tuyển Pháp và đội tuyển Bỉ. Đây là trận đấu thuộc vòng 1/8 ở đấu trường Euro 2024 và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 1 tháng 7 và theo đánh giá thì đội tuyển Pháp sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp đội tuyển Bỉ với mức kèo là 0.5, mức kèo cũng có thể tăng 0.75 và hạ xuống còn 0.25, mức tài xỉu là 2.25, 2.5 và 2 trái tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. 5 lần gặp nhau gần nhất của đội tuyển Pháp và đội tuyển Bỉ thì tuyển Pháp thắng 4 và thua 1 trước đội tuyển Bỉ. 5 trận thi đấu gần nhất của đội tuyển Pháp thì tuyển Pháp bất bại với 2 trận thắng và 3 trận hòa. 5 trận thi đấu gần nhất của đội tuyển Bỉ thì tuyển Bỉ thắng 3, hòa 1 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào đội tuyển Bỉ được chấp 0.5 ở 90 phút chính thức nha. Vì sao? Mặc dù gặp lại tuyển Pháp thì tuyển Bỉ bị đánh giá cửa dưới, nhưng mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì tuyển Bỉ cũng không phải một đối thủ hoàn toàn quá yếu đâu. Thứ hai nữa thì nếu như kết thúc 90 phút chính thức hai đội có một tỷ số hòa thì chúng ta chọn tuyển Bỉ được chấp, chúng ta cũng thắng kèo. Và thứ ba nữa thì trong bóng đá nó cũng chưa nói trước được nhiều điều, khi mà 90 phút chưa kết thúc không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Thời gian vừa qua thì cái phong độ của tuyển Bỉ nó cũng đang khá ổn định, và ở lượt trận này thì tuyển Bỉ họ sẽ có được lực lượng mạnh nhất, thì biết đâu tuyển Bỉ họ sẽ làm nên chuyện với một chiến thắng trước tuyển Pháp để thẳng tiến đến vòng tiếp theo thì sao. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn đội tuyển Bỉ được chấp, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Mức tài xỉu là 2.25, 2.5 và 2 trái. Thì những lần gặp nhau trước đây của hai đội á thì đa phần cũng không có nhiều bàn thắng được ghi, giá lại hàng thủ của hai đội đang chơi tốt. Dự đoán cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu có ít bàn thắng, có thể là hai đội sẽ cầm chân nhau với tỷ số là hòa một đều ở 90 phút hoặc là 1-0 nghiêng về cho tuyển Bỉ. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo xỉu 2.25 nha. Nếu như các bạn không tin tưởng vào tuyển Bỉ thì các bạn ưu tiên chọn kèo xỉu ở trận này 90 phút cũng được rồi. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0.25 và tài xỉu là 0.75. Dự đoán hiệp 1 với mọi thứ nó cũng không thua kém gì tuyển Pháp là mấy, và hàng thủ đang chơi chắc chắn thì có thể là tuyển Bỉ họ cũng sẽ không để thua tuyển Pháp ở hiệp 1 đâu. Thậm chí hiệp 1 tuyển Bỉ mới là đội sẽ chơi hay hơn và có một bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn tuyển Bỉ được chấp nha, và đá nhẹ cả tài 0.75. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn tuyển Bỉ và xỉu. Ở hiệp 1 chọn tuyển Bỉ, đa tài dưới 1. Chúc các bạn may mắn.